Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower, cuộc sống là đam mê. Hôm nay thì mình không chia sẻ cách cắm hoa nữa, mà các bạn đang thấy mình đang soi đèn ở một cái vườn vải rất là đêm như này. Thực ra thì hôm nay mình đi theo chân người nông dân để đi thu hoạch vải thiều. Người nông dân rất là vất vả khi mà thu hoạch được cái quả vải như này. Mọi người phải thức dậy từ nửa đêm gà gáy để có thể là thu hoạch được quả vải để sáng ngày ra bán cho thương lái ở bên ngoài mặt đường kia người ta thu mua. Và bởi vì là một chuyến vải thì người ta sẽ phải thu hoạch mất khoảng thời gian lâu, từ khoảng một tiếng đến, nếu mà sai như này và nhiều người làm thì có thể là một tiếng đồng hồ thì được một sọt vải tầm độ từ một tạ đến một tạ rưỡi. Còn nếu mà những cái nhà có những cái cây vải mà nó thưa hơn ấy hoặc là to hơn ấy thì thu hoạch vải nó sẽ mất khoảng thời gian là 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ, mà trong khi đấy sáng ngày ra mới khoảng 5 giờ là các thương lái người ta đã thu mua rồi, nên là rất là vất vả cho bà con nông dân. Chưa có một loại cây, loại quả nào mà phải thu hoạch từ đêm, lửa đêm và để đến sáng thu mua giống như quả vải thiều. Được một quả vải thiều đến người dân tiêu thụ, đến người dân ăn quả vải thì đấy là cũng là bao nhiêu công chăm sóc, bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống để mới thu được một cái quả vải lo đẹp như này, và đến tay người tiêu dùng thì cũng mất rất là nhiều công sức, rất là nhiều công lao. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở một cái vườn vải này, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là gần 4 giờ sáng nhá. Bây giờ là gần 4 giờ sáng thì mọi người cũng đang thu mua vải thiều. Mình đấy là mình còn đi muộn ấy, còn mọi người thì còn đi làm sớm hơn. Mọi người còn đi từ 2 giờ, 3 giờ sáng để thu hoạch vải đây. Tất cả mọi người đi bẻ vải thì nếu mà vườn ở gần thì mọi người có thể là bắc đèn ra, bắc bóng điện ra ấy, kéo đèn ra vườn. Bóc đèn, bóc bóng điện ra vườn. Thế nhưng mà những người mà ở xa vườn ấy, không tiện bóng điện thì mỗi người sẽ sắm một cái đèn đeo đầu, giống như của mình này, đèn đeo đầu đây này. Đây. Đó, một cái đèn đeo đầu. Chắc mọi người không nhìn thấy đây. Đây, mỗi người sẽ sắm một cái đèn đeo đầu như này thì là của ai người ấy soi thì nó sẽ tự sáng và mọi người sẽ có thể làm việc được. Đương nhiên là cái chất lượng công việc thì ban ngày thì nó sẽ phải hơn ban đêm thì nó sẽ tối hơn và làm sẽ lâu hơn một chút. Thế nhưng nếu mà không làm sớm như này thì sẽ không kịp để bán cái quả vải ra bên ngoài kia cho thương lái, nên là người nông dân thu hoạch vải rất là vất vả. Mình chỉ nói một chút như vậy thôi. Sau này khi nào mà có nhiều thời gian thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái công việc thu hoạch vải thiều và nói nhiều hơn về quả vải thiều của Lục Ngạn, kể cả cách thu hoạch, cách chăm sóc. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng like ở đây. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn thấy thích video thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với mình. Xin chào và hẹn gặp lại.